Long Tuyết, ai muốn động đến Đại Ca Lâm thì bước qua xác tôi. Sau nhiều lần khuyên can chồng không được, Thủy chấp nhận dấn thân vào thế giới giang hồ để cùng ông trùm gây dựng tiếng tăm. Long Tuyết, gã giang hồ số má. Trần Thanh Long, tên giang hồ thường gọi là Long Tuyết, sinh năm 1972 ở Lạch Tray, quận Lê Chân, Hải Phòng, là đàn em thân cận của đại ca đất cảng Lâm Già. Gia đình Long có đến 8 người con đều là trai, trong số đó có 2 người anh của gã vốn đã có số má và vào tù ra tội nhiều lần. Từ nhỏ, Long Tuyết đã phải đối diện nhiều khó khăn, vất vả, học hành dở dang, Long sớm lăn lộn với xã hội trong cuộc mưu sinh. Làm quen với đám ong ve ở một số khu vực xóm liều ở quận Lê Chân, ngay từ khi chưa tròn 10 tuổi, Long đã biết ăn cắp, móc túi. Đến năm 12 tuổi, Long cầm đầu một nhóm trẻ trâu hành nghề móc túi ở bến xe Tam Bạc. Đến tuổi 16, Long nhanh chóng trở thành một tay giang hồ được khá nhiều đại ca có tiếng ở Hải Phòng biết tới. Long chơi bời rất nhiều nhưng chưa bao giờ tiêu tiền của gia đình. Ở độ tuổi mới lớn, Long đã nổi tiếng với bản tính manh động nhưng rất lạnh lùng và mưu mô. Ngoài ra, Long còn được các đàn anh, đàn chị đánh giá là kẻ biết kính trên nhường dưới. Long tiếp được cu nên, một giang hồ nổi tiếng đã mời Long về trướng của mình, nhưng Long đã chọn về đầu quân cho đại ca Lâm Già bởi gã nể trọng tiếng tăm, sống có tình với đàn em. Từ khi về với Lâm Già, Long nhanh chóng gây dựng được tiếng tăm trong giới giang hồ. Nhiều lần Long một mình vác đao, đi xử cả tá đám ong ve thường hay quấy nhiễu ở những khu vực làm ăn của đại ca Lâm. Một lần, Long Tuyết tuyên bố đanh thép rằng ai muốn động đến đại ca Lâm thì bước qua xác hắn, đã khiến nhiều kẻ nể phục, còn hắn nghiễm nhiên trở thành cánh tay đắc lực của đại ca. Sau khi ổ nhóm Lâm Già bị công an Hải Phòng triệt phá, Long Tuyết tách ra gây dựng cơ đồ riêng và nhanh chóng có được chỗ đứng trong giang hồ. Thiếu nữ ngoan hiền, chấp nhận vào thế giới ngầm vì tình yêu. Mặc dù được biết đến là một kẻ máu lạnh, ngang tàng và bất cần, nhưng Long Tuyết lại cũng được đánh giá là một kẻ sống có tình. Chính điểm này của ông trùm mà một thiếu nữ ngoan hiền, con nhà lành đã vì tình yêu mà phải lòng rồi chấp nhận bước chân vào thế giới ngầm để được cùng gánh vác, chia sẻ công việc với người mình yêu thương. Người phụ nữ đó là Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh năm 1980 ở Quán Mau, quận Ngô Quyền. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là viên chức, Thủy từng có một mối tình đầu đẹp từ khi còn ở trường phổ thông. Tuy nhiên, khi thi đại học thì người yêu Thủy đỗ và lên Hà Nội học, còn Thủy thì không, nên cô ở nhà rồi đi bán quần áo trên đường Lạch Tray. Mối tình đầu tan vỡ năm 22 tuổi, khi người yêu Thủy học xong đã thay lòng đổi dạ. Lúc này, Long Tuyết nhẹ nhàng đến bên cạnh an ủi Thủy. Mặc dù đã có tình cảm với người con gái này từ rất lâu, khi hoa có chủ, nhưng Long im lặng không nói. Hai năm sau, khi Thủy chia tay mối tình đầu, cô mới bắt đầu đến với Long Tuyết. Khi ấy, gã đã ngoài 30, nhưng không ngờ Thủy lại là mối tình đầu của đại ca giang hồ có số má này. Khi đưa anh về ra mắt bố mẹ, chúng tôi đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình. Bố mẹ tôi vốn đều là viên chức, gia đình nề nếp. Khi biết con gái yêu một tên trùm giang hồ, ông bà đã vô cùng sốc và buồn phiền. Tuy nhiên, Long đã thuyết phục được bố mẹ tôi đồng ý cho cưới và chúng tôi đã nên duyên vợ chồng từ năm 2004. Thủy tâm sự trên trang gia đình và xã hội. Sau khi về làm vợ Long Tuyết, Thủy đã nhiều lần khuyên can chồng dứt bỏ giang hồ để quay về cuộc sống lương thiện, nhưng gã không chịu. Khuyên bảo chồng không được, Thủy đã quyết định dấn thân vào thế giới ngầm, quản lý tài chính, giấy tờ, chuyện làm ăn của chồng. Vì tình yêu dành cho chồng, Thủy vô tình mù quáng là cánh tay đắc lực của chồng khi tham gia vào các hoạt động đòi nợ thuê, bảo kê, tổ chức cờ bạc. Chồng tôi muốn làm gì là quyết làm cho bằng được, dù tôi có khuyên can, ngăn cản đến gãy lưỡi. Khi tham gia công việc làm ăn với anh, tôi nghĩ rằng mình sẽ biết được chồng đang làm những việc gì, từ đó tránh những điều đáng tiếc nhất xảy ra. Trang đời sống và hôn nhân dẫn lời Thủy. Long Tuyết cũng là một giang hồ đặc biệt khi tin tưởng vợ tuyệt đối trong chuyện giao cho cai quản chuyện làm ăn và hết lòng bảo vệ vợ con, gia đình. Ngoài xã hội, Long Tuyết làm gì không biết, nhưng khi về nhà, gã là một người chồng, một người cha và một người con tốt. Tuy nhiên, hạnh phúc của đôi vợ chồng chỉ được vẻn vẹn 5 năm trời, rồi Long Tuyết bất ngờ bị bắn chết ngay tại quán bia trên vỉa hè đường Lê Lợi bởi tên giang hồ Xuân Điên vào chiều 7 tháng 1 năm 2009. Chứng kiến cảnh chồng bị sát hại chết tức tưởi ngay trước mặt, Thủy như điên dại ôm sát chồng bên vũng máu. Sau khi chồng chết, Thủy tiếp tục đứng ra cai quản sự nghiệp giang dở. Do có mâu thuẫn tranh chấp bảo kê sòng bạc, nên đêm 29 tháng 5 năm 2009, ở một bãi đất quận Lê Chân, sắp xảy ra trận hỗn chiến thì bị công an phục kích bắt.
Thủy may mắn trốn thoát và bị truy nã. Nhưng sau gần một năm sống chui lủi từ Bắc vào Nam, Thủy đã ra đầu thú để hy vọng sớm trở về để chăm sóc hai đứa con nhỏ và mẹ già. Hiện tại, người phụ nữ này đã trả xong án và trở về cuộc sống bình thường, bỏ lại sau lưng quá khứ sai lầm và tội lỗi. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, trùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.